Welcome to SPFF, Tiếng Việt miền Nam cho người nước ngoài. Hello everyone, it's me again. In today's lesson, I will introduce to you the reposition of location. Let's watch. Anh ơi, anh thấy cái bóp tiền của em ở đâu không? Em kiếm thử trong cặp của em coi có không? Nè, trong cặp nè, không có. Kiếm thử trên cái ghế coi có không? Rồi nè, trên ghế này không thấy cái gì luôn nè. Trời ơi. Anh kiếm giùm em coi ở dưới cái ghế coi có không? Không có. Em thiệt là hậu đậu à. Có cái bóp thôi mà cũng không biết giữ nữa. Anh kiếm không có tâm gì hết á. Anh kiếm phía trước thì sao, còn phía sau nữa. Phía trước không có, phía sau cũng không có. Thôi mệt quá, em mua cái bóp mới đi. Đưa tiền đây. Tiền đâu? Trong túi. Trời ơi, cái bóp của em không thấy mà em kiếm tiền của anh nhanh vậy. Em mê tiền của anh. Kìa bóp nè. Bóp này bóp của anh. Tiền của em. Hope you enjoy the role play. To learn more about the reposition of location, I would use the picture to give you more example. Okay, so now you will look at the picture and listen to example to learn about the reposition of location. Number one, trong, it means in. Bình hoa ở trong kệ sách. Bình hoa ở trong kệ sách. Số 2, trên, it means on. Cái ly ở trên bàn. Cái ly ở trên bàn. Số 3, dưới, it means below or under. Kệ sách ở dưới cái đèn. Kệ sách ở dưới cái đèn. Số 4, bên phải, it means the right side. Bình hoa ở bên phải cửa sổ. Bình hoa ở bên phải cửa sổ. Số 5, bên trái, it means the left side. Cái đèn ở bên trái ghế sofa. Cái đèn ở bên trái ghế sofa. Next we have kế bên, it means next to. Cái cây ở kế bên cái cửa. Cái cây ở kế bên cái cửa. We have phía sau, it means behind. Cửa sổ ở phía sau cái màn. Cửa sổ ở phía sau cái màn. Last one, we have phía trước, it means in front of. Cái bàn ở phía trước cái ghế sofa. Cái bàn ở phía trước cái ghế sofa. Beside the vocabulary already, now I would like to introduce to you two more reposition. We have giữa or ở giữa, it means between. This is example. Quán cà phê ở giữa trường học và nhà hàng. Quán cà phê ở giữa trường học và nhà hàng. Next we have đối diện, it means opposite. This is example. Nhà cô Phương đối diện rạp chiếu phim. Nhà cô Phương đối diện rạp chiếu phim. Okay, so now is practice time. I prepare for you two questions about the lesson today. So you will look at the picture and listen the question carefully to answer the question. Question number one. Cái hộp ở đâu? The question number two. Tấm hình ở đâu? Okay, well done guys. So you can answer your question by your comment below. So this is the end of the video today. Hope you can master in Vietnamese as soon as possible. Lastly, just in 3 months with the online learning one-on-one with us, you're able to handle a simple conversation in Vietnamese. Check on the description to register for a 30-minute trial lesson and it's free for everyone. Moreover, if you want to have a self-learning online courses, also check on the description. Finally, if you find this video useful, like and share and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Chào bạn!